Nó là hai vợ chồng anh với chị đi vậy nghe bà con cô bác. Nhớ đường đi không? Nhớ. Nhớ hả? À, tới cái chỗ cái bậc này là lấy cái chớn cái bậc này nha. Dạ. À. À. Chào mấy đứa nghe, mấy đứa dễ thương lắm. Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hôm nay mình với em Tài là đi hỗ trợ cho em Dường mà bị bể nửa hộp sọ bà con cô bác. Thì tình cờ trên đường đi thì mình gặp có một cái cặp vợ chồng nghe bà con cô bác. Chồng thì mù, còn vợ thì có tật đôi chân. Thì hai vợ chồng đi bán giấy số mà bị các người như là không có lo tâm đó bà con cô bác, thì giật giấy số. Thì bây giờ thì mình thấy cái hoàn cảnh như vậy mà vợ chồng ảnh bắt đầu là đi ngang để mình kêu vô coi, mình coi có thể là tìm hiểu rồi giúp đỡ gì được cho vợ chồng ảnh không nghe bà con cô bác. Giấy số, giấy số qua đây chị. À, thì chồng mù nghe các cô chú anh chị đẩy vợ, vợ thì có tật, thì hai vợ chồng đi bán giấy số. Dạ, còn giấy số không chị? Dạ, hết rồi. Hết rồi hả anh? Dạ. Dạ, dạ, mình vô đây em ngồi em hỏi chuyện xíu chị. Rồi. Nghe nói mình mới bị giật giấy số hả anh? Dạ. Trời ơi, sổ dữ vậy. Đi bán giấy số vậy mà còn bị giật nữa ha? Dạ. Trời ơi. Rồi anh với chị qua đây ngồi, ngồi đi. Ờ, ngồi đây nè. Dạ. Anh hoàn toàn không thấy đường luôn hả? Dạ. Rồi chị đi không được luôn. Dạ. Trời ơi. Rồi. Bây giờ hai vợ chồng mình đi làm vậy là để đem theo cái ghế này để ngồi đó hả? Cái ghế này là vợ đi. À vợ. Hàng ngày đi bằng cái ghế này nè. Đi bằng cái ghế hả? Dạ. À. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi. À anh tên gì? Trương Thanh Giảng. Trương Thanh Giảng. Dạ. À. Chị năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 30 rồi. Chị tên gì? Trần Thị Trinh. À Trần Thị Trinh á. Dạ. Rồi hai vợ chồng mình sao mà gặp nhau mà cách lại được một đôi đi bán số vậy? À lúc trước em anh học nghề trên Củ Chi á, nhà thành phố á. À. Dạ rồi gặp. Mình học nghề gì anh trả đi? Em học nghề kết cơm. Kết cơm, rồi sao mà mình học nghề kết cơm mình không làm mà mình về hai chồng à, đi bán số? Nó bán ế mà bán chậm lắm, qua được có mai mua chứ. Vậy đó ha. Dạ. À. Còn mình giỏ sách rồi đó. Mình bán giấy số có lý không? Dạ cũng đỡ. À, một ngày hai vợ chồng mình bán được bao nhiêu tờ? Dạ, 150 ha. Dạ. Dạ. Em đi bán buổi sáng mà buổi trưa em về giữ con nữa. Giữ rồi, con? Gửi người ta có được buổi sáng mà. À, dạ. Mình có con rồi hả? Dạ. Hai chồng có con mình được nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. Con được 5 tuổi. À, quê mình ở đâu? Quê ảnh ở đây nè, mà em ở Kiên Giang nữa. À, em ở Kiên Giang, huyện nào? Dạ, huyện Rồng Riềng á. Rồng Riềng, Kiên Giang dưới ha. Dạ. Còn quê anh ở đây là ở đâu? Quê anh ở trong này, ở số 9 nè. Ở cầu số 9 trong này đó ha, cầu số 9 Vĩnh An này đó ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi hai vợ chồng đang đẩy về thì còn giấy số không? Dạ hết, giờ đang đẩy về. À hết đang đẩy về. Dạ. Thì lúc nãy mình thấy bà con cô bác cũng thấy tội quá thì cho nên là mình mới kêu vô đang hỏi chuyện, hỏi thăm anh với chị. Dạ. Cái giò mình như vậy là đi đâu có được gì đâu hả? Dạ, em đi bằng cái ghế thôi. Dạ. Rồi mình cái này là mình bị tật bẩm sinh hay là sao? Dạ, em bị sốt bại liệt á. Bị bệnh nó mới bị. À, bệnh sốt bại liệt mới bị ha. Dạ. Mình bị hồi nhỏ luôn hay sao? 8 tháng nữa mới bị. Mà sanh ra không có mà tới 8 tháng rồi. Rồi gia đình mình ở dưới nhiều anh em không? Dạ có 4 chị em. 4 chị em. Mấy người kia bình thường hết ha. Dạ. À, cha mẹ mình còn không? Dạ còn. Còn mình có chồng mình về đây ha. Dạ. Dạ. Rồi mấy người kia có giúp đỡ mình gì không? Dạ lên Bình Dương làm hết trơn, ai cũng khổ chứ. Ai cũng khổ, không ai giúp đỡ ai được hết á. Dạ. Cha mẹ mình vẫn còn. Dạ. Cha mẹ em cũng làm bên Bình Dương hết rồi. À, đi làm Bình Dương hết luôn. Dạ. À, bây giờ là hai vợ chồng mình tự làm tự kiếm sống. Dạ. À. Rồi anh ở đây anh em đông không? Cũng được 4 anh em mà mất hết rồi, còn có 3 người mà người ở thành phố, còn người ông anh ở trong số 9 cũng à. Đi làm. Cha mẹ mình còn không? Dạ mất hết rồi. Vậy là bây giờ là mình với vợ mình là đi bán giấy số sống hàng ngày đó ha. Dạ. Trời ơi, đi bán số gì mà còn bị giật nữa đại.
Rồi hai vợ chồng thường thường á thì mình đi bán một buổi sáng với một buổi chiều là hết vé số đó hả? Không, bán buổi sáng mà ở chiều ở nhà dưới con, tại vì mình gửi người ta được buổi sáng không à. À. Gửi người chị rồi chiều về giữ nó với cơm nước rồi nó. Rồi thu nhập hai vợ chồng mình bán vé số mỗi ngày vậy đủ sống không? Thì nó cũng hơi, tại mình mới bán đây à, tại vì hồi ấy giờ đi làm ở trên thành phố rồi cái nó không có ấy nữa, về đây sống, về nhà sống nuôi con rồi cho nó học ở đây cho nó dễ á. Anh có con vậy, con anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, 5 tuổi rồi. Con gái hay trai? Con gái. Con gái 5 tuổi ha. Dạ. Cháu có đi học chưa? Dạ, có, nó đi học trường mẫu giáo ở trường B Vĩnh An nè. Nhà cổ mình ông trống sao anh? Bây giờ nó cũng hư hết rồi. Hư hết ở nhà mình hồi đó, nhà mình ở đó là mình cắt hay là sao? Hồi đó cũng từ thiện cho bên Nam Sơn, không cho cắt đó. Cái đó là đất của cha mẹ mình để lại cho mình hay sao? Hồi đó đi lên thằng Tài có cửa, rồi đầu hai chồng ta cho thằng về cái mua được cái nền. Ông bác không cho được một miếng ở sao, ở sao á. Là nhà mình ở đó đó ha? Yeah. Bây giờ em có thể là em đi đến nhà anh với chị em tìm hiểu được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Thì hai vợ chồng là bắt đầu là đẩy đi về ha. Rồi dạ, bây giờ trên đường về đó. Trên đường về. Rồi dạ. Bây giờ anh với chị đi rồi em sẽ đi theo ha. Dạ. Dạ, để em tìm hiểu gia đình cái hoàn cảnh của mình sao để cho bà con cô bác ta biết là ta có giúp đỡ gì được cho gia đình mình thì ta giúp ha. Dạ dạ. Thấy là thấy chị với anh quá trời tội rồi. Dạ. Dạ. Vậy nhìn đi trước ha. Rồi dạ, đi dạ. Trước. Rồi. Trời ơi, hai người thấy tội lắm á bà con cô bác, vậy mà bán vé số mà còn bị giật nè. Để mình đi theo, đặng mình coi coi cái hoàn cảnh gia đình như thế nào rồi mình có thể chia sẻ giúp đỡ được cho anh với chị nghe bà con cô bác. Thì bây giờ hai vợ chồng ảnh đã đến nhà rồi nha bà con cô bác. Hai vợ chồng ảnh đang chờ mình đặng đi vô nhà. Bây giờ mà bà con cô bác cùng đi với mình với hai vợ chồng ảnh nha. Nhà này nhà mình hả anh? Nhà này nhà mình nha. Dạ. Cái đường này là thường ngày mình đi quen là mình đi được đó hả? Dạ. Rồi đâu mình vô nhà chị, anh với chị. Nó là hai vợ chồng anh với chị đi vậy nha bà con cô bác. Nhớ đường đi không? Nhớ. Nhớ hả? Tới cái chỗ cái bậc này là lấy cái chớn cái bậc này nha. Dạ. Chào mấy đứa nha. Mấy đứa dễ thương lắm. Thì bây giờ mình đã đến nhà anh với chị rồi nghe các cô chú. Dạ. Đây là nhà mình đây hả anh? Dạ dạ. Nhà cũng đẹp quá ha. Anh bóc bóng đèn được không? Dạ được. Được ha. Đó, anh để anh bóc bóng đèn cho bà con cô bác. Tại vì nhà của anh quen. Tuy anh không thấy đường nhưng mà nhà anh quen. Đúng rồi ha. Dạ. Nhớ vậy đó hả? Dạ. Đây là con gái mình hả gì vậy? Dạ dạ con gái. Con gái tên gì vậy? Dạ, con tên gì? Trường Ivy. Ivy năm nay nhiêu tuổi? 5 tuổi. Ivy có đi học chưa? Dạ. Rồi. Có học gì? Học lớp gì? Mẫu giáo. Mẫu giáo. Mới đi học có lãnh thưởng gì chưa? Chưa. Chưa vậy là đúng chứ, nói lãnh thưởng là không có chịu đó nha. Dạ. Dạ.
Trời ơi, súng găng hết trơn rồi, bộ ăn kẹo dữ lắm hả? Hả? À, không ăn kẹo thì súng găng. À, thì hôm nay thì mà bây giờ thì mình đã đến nhà chị nghe một con cô bác. Cái nhà này là của mình là từ thiện cắt hả gì chị? Nhà từ thiện cắt à? À, thì bởi vì thường thường á thì mình đi đến cái nhà nào mà từ thiện cắt á là mình nhìn cái kiểu là mình biết ra liền nghe các cô chú anh chị. À, từ thiện cắt liền. À, cái nhà này mình cắt được bao nhiêu năm rồi? Cắt năm 2014. À, mình cắt năm 2014, vậy là năm nay là 6 năm rồi. À, nhà cũng còn êm quá ha. 6 năm rồi cắt. À. Nó cũng bị lúng rồi ha. Dạ, với lại nó cũng rồi. Rồi, anh dắt em vô thăm nhà anh xíu anh. Dạ. À, có con gái cưng quá nha bà con cô bác. À, đây là nhà mình đó ha. Thì thường thường nấu nướng đồ anh nấu hay là chị nấu? Chị vợ nấu mà. Vợ nấu ha. Cái này thì ta cũng ở xóm chòm á. À. Ta thấy vợ chồng khổ người ta cũng cho nè. À. Rồi đây thì cái này cũng có mấy cô chú đồ ở chòm xóm á. À. Ta thấy nhiều hoàn cảnh cũng khổ quá, rồi như đi đứng đồ không được cái này kia. À. Đó thì ta mua người ta cũng họ ta cho ngượng mớ mua. À. Chứ cái này cũng vợ chồng không có sắm được mấy cái này gì chứ. Dạ dạ. Đó. Vậy là cái đất này mình ở đây là đất nhà mình hay là đất này của ai? Đó, hồi đó đi thằng Tại cửa á. À. Tại cửa thì về được cái mua miếng đất này nè. À. Đó. Thì từ thiện người ta cho nhà. Dạ. Đó. Thì... Dạ, vậy nhà mình được như vậy cũng được rồi. Nói chung ra là cái chỗ ở mình đã ổn định rồi ha. Dạ. À, hằng ngày mình đi bán giấy số mình nuôi con ha. Dạ. Mà hằng ngày mình đi bán giấy số vậy đủ vợ chồng con cái sinh hoạt không anh? Nó cũng hơi hẹp tại vì thời gian mình đi mình mới mà cũng hơi khó cực hơi ấy á. À. Cái mới về đây cũng mấy tháng nay rồi cái cũng hằng ngày cũng thường hơi eo hẹp, cũng dạ. Hẹp lắm. Dạ. Thì nói chung là vậy. Dạ. Thì bây giờ mình ra trước đi ha anh. Dạ, để tham dạ. Quan nhà cửa anh. Sáng giờ vợ chồng mình ăn cơm chưa? Dạ, chưa, mới về luôn á, mới về tới luôn á. Vậy ha. Dạ. Ừ thì vợ chồng anh đi dạng lượt với em mà sao mà về lâu được. Cái này nó ra mới về nó cũng mưa nè. Dạ. Đây rồi thì nó về nó cũng một nhiều lắm rồi đó. Ờ cũng muốn sập giò nè. Đà hư hết trơn á, yếu lắm. Dạ. Ấy hôm hổm có về nó hư hết trơn rồi cái thằng em á bên đây nè. Ờ. Nó lấy cây nó chim giống thôi là hết gà dễ gì đi được gì đâu. Ờ nó sửa giùm ha. À nó lấy cây nó gắn lên nó đậu lên đỡ hả cái bình giống rồi đó. Dạ. Ở đây nít đâu mà quá sáng nít vậy. Mấy vui dữ vậy. Sớm nè. Mấy cháu sớm còn mới dạ. Ha. Dạ. Đó. Thì mua nói chung thì tối ngày nhà thì mấy đứa cháu nó lại chơi vậy. Có nhỏ con rồi đó. Thì nói chung ở đây mình khổ rồi anh em chồm sớm đồ người ta cũng tiếp mình dạ, ha. Dạ, người ta thì như có thằng em thì nó đi thôi, anh đi nó đi làm thôi, còn ở nhà có gì thì kêu nó cái lại nó làm. Dạ. Đó. Tại nhà mình có gì như vách đồ nó, ba vách này giờ nó cũng leo nó. Nó lấy cây xô rồi nó dừng lại chứ thôi mưa cũng tạt ướt giặt ngủ này trơn với trong bếp hết vậy đó ha tạt mấy dạ. Trơn rồi nó cũng hư rồi nhiều ờ giường không nhà trống không có cái gì hết không có gì hết dạ giường này thì người ta cho mà giờ yếu nè dạ yếu ta mới cho đây mới cho người ta cho ngủ đỡ người ta dạ. Đỡ đi chứ đóng đinh ngủ đỡ đi chứ dạ. Đóng mấy này cặp lại đây ha dạ dạ cũng ngược nhờ hai vợ chồng đi học nghề mà gặp nhau ha dạ dạ như mấy con móc khóa đồ á dạ với dạ. Vỏ sách đồ đương á giờ cái nghề nó bán chậm quá làm ra bán không được dạ thu nhập con có mà giờ mình kiểu mình làm cái gì rồi mình làm bữa nay làm ra rồi một tuần lễ nửa tháng bán chưa hết nữa sao sống nổi dạ buôn trải nổi dạ cái bà chị ra mới thôi bây giờ tính cái đường cho đi bán vé số đi dạ đấy mà mình ngồi đây đi ngồi trên đây đi à, mình ngồi trên giường đi ờ à, chỉ nói thôi giờ tính thì bán số vậy là để cho cô cho cái chú đằng này nè à. Ông đưa qua sông à. Sáng cho anh có gian qua sông cái ông về ông rước vợ đi qua bển nữa hai chồng đi bán à. Đó, thì... trưa về thì đó cái cô nãy mà đứng đây đó dạ cô rước về à, mình cũng tới lui vậy đó ha vậy chứ hai vợ chồng mình khổ vậy chứ hồi đó tới bây giờ cũng đi màn ăn buôn bán đồ chứ hai chồng mình cũng không có đi xin sỏ gì dạ, của dạ ai không, hết à dạ không
không ha. Dạ. À, đi buôn bán. À, rồi có con gái xinh quá chứ. À. 5 tuổi ha. Dạ dạ. Dạ 5 tuổi. Thì hôm nay mình đến gia đình anh với chị tại mình thấy ngoài đường đó bà con cô bác người ta giật số, nghe anh kể người ta giật số đồ của ảnh. Thì mình đến để mình hỏi thăm, để mình chia sẻ cùng với bà con cô bác. Thì cũng đây là một cái nghị lực, mặc dù mình không thấy đường, vợ đi không được, nhưng mà mình cố gắng mình làm ăn, chứ mình cũng không có xin xỏ cái gì của ai hết, thì cũng đó là một điều tốt ha. À, như là bây giờ, hiện giờ nếu như mà mong muốn được cho gia đình mình, anh sẽ mong muốn được cái gì anh? Thì như cô chú nhĩ tí anh muốn mà đến đây được thì cho được cái nhà mình ở, thì cho nó lành lặn rồi cho nó phương cố đỡ mình. À, ở như cho nó lâu bền vậy á, như mà ở như vậy thì để em mút rồi người ta mình nhờ nhỏ người ta hoài cũng khổ. À, như vợ chỉ mưa gió cái lớn quá đó. Dạ. Ở nhà mình bị gì cái có gì em mút mà lỡ đi mặn đâu đâu có ai lại sửa được đó, là bắt buộc phải ấy. Giờ như ước sao được có anh em này chia sẻ cho được nhà cửa đồ ở lành ngon ấy. Cái nhà mình hiện giờ vậy là nó bị cái gì? Giờ nó cây rồi nó mục hết rồi nè, nó giờ với lại đây nè, ba thiết này giờ là dột có đất mưa là xuống là dột đạp hết trơn, nó xuống đường điện này nè. Ờ, với lại cái ấy nè, mưa là đó đó. Mưa là dột hết trơn dột. À, mình thấy nó cũng chống hỏng rồi nghe. Dạ. Bà con cô bác nó cũng thấy nó cũng gần như là nó dột. À, nhưng mà hai vợ chồng rất là đại lại hư hết rồi đó, dàn đà. Dạ. Thấy chống hư nè, nó tin giờ đi thử dàn này là. Dạ. Dạ, mà cái ngàm nó ấy trong phòng gà lại sụp đường nó xuống đó luôn. Dạ. Lấy cây chim lên đó. Dạ. Đã đỡ là con bé là hồi đó là hai vợ chồng mình sinh ra rồi hai vợ chồng mình tự lo tự chăm sóc nuôi hết ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cũng rất là tốt nha bà con cô bác. À, thì mình nhìn thấy thì nó cũng trống nha. Nếu như mà cái nhà này mà các chú từ thiện ở đây lý do là cắt không có được kỹ gì mấy thì cho nên là gió thì nó tạt vô, mưa gió tạt vô chân, tại vì không có bích đầu đồ lợ đó. Nếu như mà mình bên mình cắt á, thì mấy cái này thì có thể là nó hạn chế dột nhiều lắm nha bà con cô bác. Thì nói chung ra gia đình á, thì ảnh thì không thấy đường, nhưng mà còn mình anh chỉ thì chỉ cũng rất là kỹ lưỡng, cũng sạch sẽ. Thì nhà cầu nhà tắm đồ mình cũng có sẵn hết rồi ha. Dạ. Dạ. Được. Rồi như vậy hai vợ chồng mình đẩy đi bán vé số hàng ngày vậy là đủ sinh hoạt trong gia đình không? Dạ cũng đỡ. Cũng đỡ ha. Dạ. Cũng đỡ thôi chứ chưa chắc ăn ha. Dạ. À, gần như thường thường đó mình đẩy mình đi bán rồi người ta thường thường nó có cho mình cái này cái kia gì không? Dạ có mấy chị cho gạo ăn á. Dạ. Dạ. Hàng tháng là cũng có gạo ha. Dạ. À, với hai nữa mà hình như là mình cũng có tiền nhà nước hàng tháng nữa phải không? Nhà nước có ảnh có à, tại vì em chưa chỉ hộ khẩu về đây. Vậy ha. Anh còn ở dưới vòng viền á. À, ảnh có tiền nhà nước chuyện tháng anh được nhiêu? 500. À, tháng anh được 500 ha. Dạ. Còn nếu như mình có mong ước cho gia đình mình, chắc mình mong ước sao hả? Mình cũng mong ước như gia ông chồng mình vậy đó ha. Dạ, ước cho có nhà kiên cố cho con em ở. À, dạ. Dạ, xong rồi con ở ha. Bây giờ con thích cái gì nè, nói chú nghe coi. À, à con biết hả? À, nhỏ quá nhỏ không biết. Quá dễ cưng mà con cô bác ơi. À, có đứa con gái vậy là được rồi nha, sau này con gái nuôi nha. Dạ. À, ngoan quá ngoan. Con tên gì nè, nhắc lại cái này coi. Con tên Ivy. Ivy. Trường Ivy. À, Trường Ivy, chú cảm ơn con nha. À, thì hôm nay thì em đến gia đình coi như là mình có duyên đi nha. Dạ. Dạ, thì em cũng nghe nói là anh mới bị giật vé số vậy đó, cũng 20-30 tấm vậy đó. Dạ. Thì hôm nay em đến đây thì em cũng gửi cho anh với chị là 2 triệu để anh với chị có vốn làm vốn buôn bán vé số với. Dạ. Cho cháu nó đi ăn học nha. Dạ. Rồi bây giờ em gửi cho thủ quỹ đi. Dạ. Rồi. Dạ. Chị có cái gì chị muốn nói với Mạnh Thùng Quân không? Tiền này là của Mạnh Thùng Quân gửi cho em, đặng em gửi cho chị. Dạ. Thì chị dùng cái số tiền này nó đúng mục đích. Tại vì cái số tiền này cũng là cái sự cực khổ của các anh chị ở ngoài nước ngoài. Ta. Dạ. Làm lụng cũng cực khổ, nhưng ta thấy cái hoàn cảnh của mình ở đây nghèo khổ hơn vậy đó, làm lụng hơn, cho nên người ta cố gắng gom góp, người ta gửi về để hỗ trợ cho mình ha. Bây giờ chị có gì muốn nói không? Dạ em cảm ơn các bạn vị thành quân đã ủng hộ cho hai chồng em có số vốn em đi buôn bán. Dạ. Với để người con của em. Rồi. Dạ. Rồi anh cảm ơn em. Rồi. Rồi anh có gì muốn nói không anh? Thì cũng nói với đi cũng như là vợ vậy đi. Dạ. Chứ mình cũng
Dạ, anh nói đi. Cũng cảm ơn gì mà tình quân cũ các anh em vậy đó, cũng giúp cho mà hai vợ chồng số vốn để lo cho con ăn học, với lại mà cho làm số vốn để buôn bán gì đó, cũng cảm ơn anh em. Rồi em cũng cảm ơn gia đình nha. Dạ. Thì em cũng xin phép với anh với chị là cái clip này em sẽ chia sẻ lên mạng. Dạ. Để coi có người nào có lòng hảo tâm thì có giúp đỡ cho gia đình mình được thì sẽ giúp ha. Dạ. Thì video của mình cũng đến đây xin phép được kết thúc nha bà con cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác trong một video tiếp theo nha. Xin chào.